Thưa quý khán giả và các đồng chí, trong lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sắp tới, ngoài 18 khẩu lựu pháo 105 ly cùng lực lượng diễu binh diễu hành, thì sự xuất hiện của 9 chiếc máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tượng trưng cho 9 năm trường kỳ kháng chiến của dân tộc, sẽ bay trình diễn chào mừng sự kiện trọng đại này của đất nước. Trong những ngày qua, Quân chủng Phòng không Không quân đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tích cực tổ chức luyện tập, tổ chức bay thuần thục phi đội 9 chiếc máy bay trực thăng và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Lực lượng tham gia bay trình diễn được Quân chủng Phòng không Không quân lựa chọn từ 3 đơn vị: Trung đoàn 916, Sư đoàn 371, Trung đoàn 917, Sư đoàn 370 và Trung đoàn 930, Sư đoàn 372. Đơn vị đã tiến hành phối hợp với các đơn vị bạn cũng như là sự chỉ đạo của cơ quan kỹ thuật quân chủng như là của sư đoàn tiến hành rà soát về giờ các máy bay đến gần đến các cái niên hạn bảo dưỡng lớn thì chúng tôi đã tiến hành là ví dụ như là 100 giờ, 200 giờ, 300 giờ thì tôi đã đẩy nhanh tiến độ và đưa vào bảo dưỡng sớm để đảm bảo cho nhiệm vụ. Để bay đội hình 9 chiếc với khoảng cách đều, đẹp, an toàn và cân bằng độ cao, để hiệu ứng cơ bay được đẹp nhất, đó không phải là điều đơn giản. Để làm được điều này, các đơn vị đã phải tổ chức hàng chục ban bay huấn luyện và sau đó là hợp luyện. Từ bay đội hình 2 chiếc, cánh trái, cánh phải, sau đó là bay đội hình biên đội 3 chiếc của cả hai cánh, sau đó là ghép dần đội hình 2 biên đội 6 chiếc và sau đó là đội hình phi đội 9 chiếc và hiện tại bây giờ là đã huấn luyện thành thục đội hình 9 chiếc. Bên cạnh huấn luyện đội hình bay, Quân chủng Phòng không Không quân cũng đã lên phương án bay trong các điều kiện khí tượng từ giản đơn đến phức tạp. Thứ nhất là sẽ bay xem địa hình tại Điện Biên, thứ hai là bay theo đúng phương án mà đã báo cáo các cấp bên trên là phương án chào mừng và tiếp tục là củng cố lực lượng là bay 3 chiếc, 6 chiếc và 9 chiếc. Dự kiến thời gian hợp luyện các lực lượng ở Điện Biên từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 năm 2024. Thời gian sơ duyệt cấp nhà nước vào ngày 3 tháng 5 năm 2024 và tổng duyệt cấp nhà nước vào ngày 5 tháng 5 năm 2024. 9 năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Và màn trình diễn của 9 chiếc trực thăng trên bầu trời Điện Biên lịch sử sẽ góp phần lan tỏa thêm niềm tự hào về sự lớn mạnh hiện đại của quân đội ta nói chung và của lực lượng không quân nói riêng.